hãy xem cô gái bị quấn như xác ướp này. Làm như vậy là để phẫu thuật thẩm mỹ. Để trở nên xinh đẹp, cô không từ mọi thủ đoạn. Câu nói chịu ngàn nhát dao được thể hiện sống động trên cơ thể cô. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Ririko tháo bỏ lớp băng. Dựa vào vẻ đẹp và thủ đoạn đặc biệt của mình, trong một đêm đã nổi tiếng khắp Nhật Bản, trở thành một ngôi sao lớn. Mặc dù Ririko có địa vị rất cao trong làng giải trí, nhưng cô lại không có bất kỳ kỹ năng nào. Dựa vào hình ảnh do công ty tạo ra, vẫn có thể trở thành người nổi tiếng, tận hưởng cảm giác được hâm mộ, giành được mọi thứ trong làng giải trí, khiến Ririko dần đánh mất chính mình, trở thành một kẻ hai mặt. Dưới máy ảnh, cô là một nữ thần tốt bụng duyên dáng, và trong khu làm việc riêng của mình, trở nên vô cùng đáng ghét, đối xử với ai cũng vô cùng hách dịch. Hôm nay cô nhổ cả nước vào mặt trợ lý, chỉ vì các đầu báo giải trí không phải là mình. Và khi người bạn trai giàu có bước vào, cô lập tức tươi cười, bắt đầu ân ái bạn trai ngay nơi đông người, khiến các nhân viên chỉ đành phải ra ngoài chờ. Ririko nhận được vai diễn cũng bằng cách khác người. Khi người khác dùng các kỹ năng diễn xuất để chinh phục đạo diễn, thì cô dựa vào sắc đẹp của mình, tiến hành quyến rũ đạo diễn. Mặc dù diễn xuất của Ririko rất kém, nhưng cô có thể khiến đạo diễn từ bỏ sự phản kháng, thành công nhận được vai nữ chính. Vì có vẻ đẹp ngọt đến chết người, Ririko cho rằng không có gì quan trọng hơn là trở nên xinh đẹp. Đây là tất cả những gì cô có. Hôm nay Ririko lại soi gương, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình, mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt mình. Nhưng khi cô vén tóc mái lên, thì thấy trên trán mình có một đốm đen. Cô hoảng loạn, bộ mặt là bát kiếm cơm của cô. Do từ trên xuống dưới đều đụng qua dao kéo, các vấn đề phát sinh sau phẫu thuật thẩm mỹ đã xảy ra. Quản lý lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói tình hình của Ririko cần được sửa chữa mới có thể ngăn ngừa sự xuất hiện các đốm đen. Vào lúc Ririko đang bực tức thì có tiếng ồn làm loạn từ tầng dưới truyền lên. Một cô gái từng phẫu thuật thẩm mỹ ở đây trước đây, khuôn mặt bây giờ đều có đốm, làm loạn dưới tầng kêu bệnh viện đưa ra lời giải thích. Hóa ra bệnh viện này là một bệnh viện tệ hại. Để tăng lợi nhuận, họ đã dùng những dụng cụ kém chất lượng nhất để phẫu thuật cho các cô gái, tác dụng phụ vô cùng lớn. Sửa chữa sau phẫu thuật thẩm mỹ không thể bị gián đoạn, nếu không sẽ xuất hiện các đốm đen khắp mặt, nghiêm trọng hơn là da sẽ bị thối rữa. Rất nhiều cô gái từng phẫu thuật ở đây không chấp nhận nổi bản thân mình sau này, nên đã tự sát. Chiêu trò bất hợp pháp của bệnh viện cùng với các vụ tự tử của các cô gái khiến cảnh sát sớm đã để mắt đến bệnh viện. Nhìn cô gái trước mặt, quản lý không hề quan tâm, để Ririko sớm tiếp tục kiếm ra tiền, đã yêu cầu bác sĩ tăng liều lượng thuốc, nhanh chóng lấy lại diện mạo ban đầu, tiếp tục làm nữ thần trong làng giải trí. Một chiếc kim dài đâm vào da mặt của Ririko, cô đau đớn vô cùng, không ngừng ngọ nguậy, nhưng họ không hề tiêm thuốc tê cho cô. Do sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, để giải quyết các hậu chứng, trong quá trình phẫu thuật không được tiêm thuốc tê mới có hiệu quả được. Khi kim dài được đâm vào cơ thể, ý thức Ririko vẫn tỉnh táo. Đau đớn khiến cô bắt đầu dãy giụa, và phẫu thuật sửa chữa như này, cứ 2 tuần sẽ phải đến làm một lần, nhưng để vẫn có thể xuất hiện trên sân khấu. Ririko hoàn toàn không quan tâm đến những cơn đau như này, cho rằng tất cả đều đáng. Ririko sau khi phục hồi, trở lại sân khấu như ý nguyện, phát huy vẻ đẹp của mình. Trên sân khấu, cô vẫn là tiêu điểm, các hãng quảng cáo đến không ngừng. Một số chương trình lớn cũng mời cô tham gia, lịch trình mỗi ngày đều đầy kín. Không chỉ nỗ lực như vậy, sự nổi tiếng của Ririko vẫn rất cao và không ngừng tăng lên. Đồng thời, các tác dụng phụ của thuốc cũng xảy ra. Mặc dù trước ống kính, cô tỏ ra không có chuyện gì, nhưng các đốm đen trên trán ngày càng nhiều. Nó khiến cô vô cùng lo lắng, đồng thời rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Ririko cảm thấy cuộc sống như này vẫn không ổn định. Mặc dù bây giờ bản thân đã có rất nhiều thứ, nhưng những thứ này sẽ mất dần đi. Vì vậy, cô đã ra lệnh cho trợ lý tìm một số tay săn ảnh, tung chuyện mình có một người bạn trai giàu có ra. Và nó đã trở thành tin tức lớn trong ngành giải trí. Ririko lợi dụng dư luận, muốn bạn trai cưới mình. Có một ngọn núi lớn như vậy, nhìn tin tức được phát, tâm trạng Ririko rất tốt. Vì vậy, cô đã ăn rất nhiều đồ. Lúc này, quản lý bước vào và nói với cô, ăn xong nhớ phải nôn ra, duy trì cho mình thân hình hoàn hảo. Mặc dù không muốn, nhưng đối với Ririko mà nói, đó là chuyện thường ngày. Công ty vì kiếm tiền nên đã tuyển thêm tân binh, hơn nữa còn cùng quản lý với Ririko. Ririko cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Tân binh này mới có 18 tuổi, hơn nữa còn có cơ thể ưu tú hơn cô. Trên người tân binh này chưa hề đụng qua dao kéo, là một người đẹp tự nhiên. Để nhanh chóng tiếp lửa cho tân binh này, quản lý đã để Ririko dẫn theo tân binh thực hiện mọi hoạt động kinh doanh. Mặc dù Ririko có rất nhiều bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Việc Ririko sợ hãi cũng đã đến. Tân binh sau nhiều hoạt động cùng với sự tuyên bố của công ty, khí chất rất nhanh đã vượt qua Ririko, trở thành nữ thần mới, còn bản thân thì cũng bị rơi xuống. Những người theo đuổi trước đây cũng dần biến mất. Đương nhiên Ririko sẽ không để mọi thứ của mình biến mất, vì vậy đã dùng tính mạng uy hiếp quản lý, trả lại vị trí ban đầu cho mình. Quản lý vì để xoa dịu Ririko, bề mặt đồng ý với cô, còn nói tân binh đó sẽ không gây nguy hiểm tới địa vị của cô. Ririko vẫn tin tưởng quản lý, nhưng khi đối mặt với cánh nhà báo, quản lý lại nói do Ririko áp lực công việc, tinh thần bất ổn, nên muốn kéo Ririko xuống. Đồng thời, bạn trai giàu có của Ririko cũng tung ra tin kết hôn.
đối phương là một thiên kim giàu có. Bạn trai tàn nhẫn nói với Ririko, bản thân chỉ là chơi đùa với cô mà thôi, tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô. Một loạt biến cố khiến Ririko cảm thấy suy sụp, đồng thời, tác dụng phụ của thuốc cũng ngày càng ghê gớm. Những đốm đen dần lan rộng trên khắp người cô, đến mức không thể dừng thuốc được. Tính khí Ririko ngày càng tệ, lần nữa kêu trợ lý tìm người tạt axit thiên kim nhà giàu. Sau đó, cảnh sát đã tìm đến cô, nói với Ririko những sự thật của viện thẩm mỹ bất hợp pháp và đưa một tệp tài liệu cho Ririko, bên trong đều là những cô gái phẫu thuật thẩm mỹ. Cảnh sát nói rằng, nếu cô ấy có thể đứng ra làm chứng, vậy thì chuyện tạt axit có thể xóa bỏ, nhưng làm sao Ririko lại có thể hủy hoại tương lai của mình được? Hóa ra cô từng béo như vậy, bây giờ thì trở nên vô cùng quyến rũ. Ririko nhìn vào bức ảnh của mình trước đây, rất hài lòng với bản thân sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, không muốn quay lại quá khứ. Cô đã chọn đến bệnh viện này để tiếp tục điều trị, để không bị sân khấu bỏ rơi. Cô chỉ có thể tăng liều lượng thuốc lên, ngày nào cũng tiêm một lượng lớn thuốc vào cơ thể, nhưng di chứng cũng ngày càng nặng. Ririko dần xuất hiện ảo giác, khó khăn lắm cô mới tham gia được một chương trình. Trước ống kính vẫn rất giỏi diễn, nở nụ cười tặng cho mọi người. Đột nhiên, trước mắt Ririko xuất hiện một đàn bướm, bay về phía cô. Ririko bắt đầu xua đuổi mấy con bướm, khi ngày càng nhiều bướm xuất hiện, cô cũng di chuyển nhiều hơn, các nhân viên bên cạnh bị đẩy ngã. Đồ trang trí trong phòng cũng bị phá hỏng, mấy đồ trang trí kỳ dị bắt đầu động đậy. Cô sợ hãi, mấy nhân viên bên cạnh chứng kiến toàn bộ, nhìn Ririko như một chú hề đang nhảy. Chú hề trước mắt cũng chạy về phía Ririko, nở ra một nụ cười gớm ghiếc. Ririko bất lực giãy giụa trên đất, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Cứ vậy, toàn bộ cảnh tượng này đều được phát sóng trực tiếp, thời đại của cô cuối cùng cũng vẫn là kết thúc. Sau khi Ririko về nhà tỉnh dậy, nhớ lại mấy chuyện xảy ra lúc trước, đã lập tức gọi điện cho quản lý, muốn tìm biện pháp cứu chữa. Nhưng bây giờ công ty sớm đã bỏ rơi cô, quản lý hời hợt nói với cô hai câu, rồi cúp máy. Ririko biết mình xong đời rồi, suy sụp chạy ra ngoài, chìm trong cơn mưa. Nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ, thời khắc huy hoàng như mới chỉ là ngày hôm qua. Hoa tươi và chàng pháo tay dường như vẫn còn ở trước mặt, nhìn bản thân mình bây giờ. Ririko vô cùng buồn, thời đại này thực sự không còn thuộc về cô nữa. Và trợ lý của Ririko vẫn còn quan tâm đến cô, trong khi đang dọn phòng. Nhìn thấy bức ảnh Ririko béo ngày trước, trợ lý cho rằng mấy thứ này có thể khiến Ririko nổi tiếng trở lại. Vì vậy, đã âm thầm gửi mấy bức ảnh này cho cánh nhà báo. Quả thật, Ririko nổi tiếng trở lại. Điều không giống trước đây là, đám đông không còn yêu thích cô nữa, mà để ý đến thông tin của viện thẩm mỹ. Và đối với Ririko là những lời chế giễu, mắng chửi. Ririko càng không còn cơ hội nữa, cho nên công việc cũng bị cho dừng lại, tiền tài cũng mất. Phí sửa chữa cao, cô không gánh được nữa. Đốm đen trên mặt ngày càng nhiều, sức lan tỏa ngày càng rộng. Quản lý muốn nắm lấy cơ hội này, sử dụng hết giá trị cuối cùng của Ririko, vì vậy đã mở ra một buổi họp báo cho cô. Ririko vẫn rực rỡ dưới ánh đèn, cùng với lớp phấn che đi đốm đen. Ánh sáng từ máy ảnh vẫn sáng như vậy, nhưng cô đã không thể quay lại như trước nữa. Ririko cầm dao, trực tiếp đâm vào mắt mình. Dưới ánh hào quang, kết thúc sự nghiệp trong ngành giải trí của mình, không còn bất kỳ tin tức nào nữa. Rất lâu sau đó, trên sân khấu trung tâm trong một quán bar, Ririko ngồi lên chỗ có vẻ thần quái đó. Cô gái xinh đẹp ấy vẫn toát lên sức hút riêng, chỉ là đổi một cách khác, đẹp và quái dị. Ririko không giống như những cô gái khác, từ bỏ cuộc sống khi không chấp nhận được những đốm đen.